Brazil cắt nước mỗi tuần 5 ngày vì hạn hán, tin từ Sao Paulo và Sao Paulo State, Brazil. Người dân Brazil bắt đầu trữ nước trong nhà, hứng nước mưa và áp dụng các biện pháp khẩn cấp để chuẩn bị cho mùa khô, có thể khiến cho các vòi nước ngừng chảy 5 ngày mỗi tuần vì hạn hán. Tại Sao Paulo, thành phố lớn nhất nước này với 20 triệu dân, lượng nước trong hồ chỉ còn khoảng 6% sức chứa vào mùa mưa cao điểm đã qua. Các thành phố phía đông nam của Brazil, nông dân như Rio de Janeiro cũng đang đối phó với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Nạn hạn hán cũng như thiếu việc làm, những vấn đề liên quan đến sức khỏe công cộng và phẩm chất cuộc sống đang phủ bóng đèn ở khắp Brazil. Nền kinh tế nước này tiếp tục trì trệ và thanh thế của Tổng thống Dilma Rousseff đang xuống thấp hơn bao giờ hết. Lượng nước mang lại từ các cơn mưa trong tháng Giêng đã gây thất vọng, khiến cho chính phủ phải cắt giảm sức tiêu thụ nước vốn đang rất thấp. Các viên chức của Sao Paulo đã cảnh cáo rằng bước tiếp tục có thể là phải đóng luôn nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân khoảng 5 ngày một tuần lễ, có vẻ là biện pháp cuối cùng cho đến khi mùa mưa tới sẽ đến vào tháng 10. Các viên chức nhà nước nói họ chưa quyết định liệu khi nào sẽ áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước như thế và vẫn đang hy vọng mùa mưa nặng hạt chưa dứt trong tháng 2 và tháng 3. Nhiều cư dân Brazil không chịu nắm lấy cơ may dự trữ nước trong các thùng chứa khổng lồ để bán lại vì còn phải sử dụng cho nhu cầu của mình trước tiên. Một số cư dân Sao Paulo cho biết là đã đặt bồn chứa tới 10.000 lít nước ngay trong nhà của mình. Một số bệnh viện lớn ở thành phố này đã lắp đặt hệ thống tái chế nước thải và các vật dụng đã dùng cùng với nhiều biện pháp khác để bảo đảm vẫn có thể thực hiện các ca mổ và nhiều công việc bình thường khác tại bệnh viện nếu nguồn cung cấp nước bị cắt. Tại bệnh viện Silvio Libanes, một kỹ sư đã lắp ráp một hệ thống tái chế nước thải từ bồn rửa và phòng tắm để sử dụng lại cho máy lạnh hoặc để dội rửa toilet. Hôm qua, thì nhiều người biểu tình xuất hiện trên đường phố Sao Paulo để phản đối việc hạn chế sử dụng nước.